Một tính năng độc đáo của GoStream đó chính là khi các bạn phát livestream từ một video có sẵn, bạn cũng có thể thay đổi một video khác ngay trong quá trình livestream đang diễn ra. Vào livestream của tôi, chọn mục đang phát, bấm vào action và chọn đổi video. Sau đó, tiến hành theo các hướng dẫn trên màn hình. Vậy là đã đổi lên thành công rồi đó.